Hi, chào các bạn đến kênh Thái Nguyễn nha. Hôm nay mình nghe một cái thông tin mới là có một vườn dừa giống mới ở Cầu Kè, ở xã Tam Ngãi của huyện Cầu Kè các bạn. Hôm nay mình dẫn mọi người đi đến tham quan cái vườn dừa của anh Khởi, dừa giống dừa mới đó là dừa dừa sim xanh. Dừa sim xanh là một loại giống dừa rất là sai trái nha. Rồi mình cũng nghe được cái vườn dừa này mới trồng được khoảng 4 năm rưỡi. Mình đã điện và liên hệ với anh rồi, với anh Khởi. Rồi bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi đi tham quan nha. Rồi bây giờ chúng ta cùng đi nha mọi người. Rồi đi mọi người ơi, bây giờ chúng ta đi nha. Đến kênh của Hiến Nguyễn. Hôm nay mình dẫn các bạn đi xem một cái vườn dừa dừa sim xanh của anh Khởi ở ở xã Tam Ngãi của huyện Cầu Kè đó các bạn. Đây là một loại giống dừa mới ở Cầu Kè. Mình được biết giống dừa mới này nên là mình đi lại mình tham quan và mình sẽ review lại cho các bạn xem cái loại giống dừa mới này nha. Rồi mời các bạn theo chân mình gặp anh Khởi để cùng anh Khởi tham quan vườn dừa nha các bạn. Mời các bạn. Đây các bạn, đây là loại giống dừa sim xanh. Đây là giống dừa để mình sẽ review các bạn xem ha. Đi đây các bạn quay các bạn xem ha. Rồi giới thiệu các bạn, đây là anh Khởi ở xã Tam Ngãi. Đây là vườn dừa của anh nha. Hôm nay mình chúng ta cùng đi tham quan. Nhờ anh Khởi dẫn đi tham quan vườn dừa của anh nha. Ồ, này anh trồng được bao lâu anh Khởi? 4 năm rưỡi anh. 4 năm rưỡi hả? Dạ. Cái loại giống dừa này em hình như là mới thấy nó cũng hơi lạ anh. Nó, ở đây có ai trồng chưa? Cái này ở đây có mình em trồng trước anh. Dạ, mới trồng hả? Dạ. Bạn thấy là cái dừa đây, cái trái dừa mà anh nó rất là sai các bạn. Là trồng là phải nhờ mà mình phải chổi không mấy nó bị gãy buồn hay sao anh dạ, hả? Dạ. Cái này trái sai quá rồi mình phải chổi lên với mình gịch dây lên sao dạ. Nó sạc bẻ. Ồ này là này anh nói là trồng được bao nhiêu năm anh Khởi? 4 năm rưỡi anh. Ồ em. 4 năm rưỡi anh. Dạ 4 năm rưỡi. Dạ. Bạn thấy là cái trái này cái loại dừa sim á là cái loại trái vậy là nó to mà cái loại to nhất trong dừa sim á anh Khởi. Dạ đúng rồi. Đó mà dừa to sim. Nước nó ngọt có vị thanh nữa. Dạ. Trong tất cả các loại dừa này hiện tại là nước uống là ngọt nhất, nó có vị thanh nữa, thị trường cũng ưa chuộng nhất. Bây giờ cái dừa mà cái này là thương lái nó lại tới dừa mua không anh Khởi? Dạ. Là anh trồng cái loại dừa sim xanh này là được bao nhiêu công anh Khởi? Cái này là em trồng hết cái khu vực này là 11 công. Một công hả? Nhưng mà cái khu này có trái trước thì 3,5 công. Vậy là anh trồng một loại dừa phải không? Đúng rồi. Em nghe nói hình như là trồng một loại dừa thì nó không bị lai giống hay sao anh Khởi? Dạ đúng rồi. Ồ, bạn thấy không? Thôi bây giờ nhờ anh Khởi dẫn em đi phía trước coi giống dừa này ha. Dạ. Bạn thấy không? Cái loại giống dừa là từ ở dưới nè. Rồi phía bên đây nè. Nó ở trên đó nè. Là trái rất là sai. Đây là loại giống dừa mới ở Cầu Kè các bạn. Nó trái kia bông rất là sai các bạn. Rồi bây giờ chúng ta cùng theo chân của anh Khởi để xem loại giống dừa mới này sai như thế nào nha. Ồ. Nó. Giờ này em giống lắc nước rồi nè. Một tí nữa em đem về em
Ok, cây dừa mình muốn làm giống được á, là mình khoảng mấy năm mới làm giống được anh Khải? Trên 4 năm anh. Trên 4 năm hả? Dạ. Ồ, bạn thấy không? Ôi, trái này một hoài này khoảng bao nhiêu trái anh Khải? Em thấy sai quá. Cái hoài này chắc cũng khoảng 20 trái tới trên á. Dạ. Cây bên kia là cũng là giống của nó luôn hả? Dạ. Ồ, bạn thấy không, là giống dừa này rất là sai nè, nó trắng nó tròn. Tí. Mà cái loại giống dừa này em thấy có một loại giống dừa mã lai xanh á. Dạ. Rồi cái dừa sim xanh này nó khác không anh Khởi? Cái mã lai xanh thì em không có biết, nhưng mà cái sim xanh á, cái này cái sim xanh cái nước của nó là ngọt, có vị thanh, còn cái mã lai xanh thì đó giờ em chưa có uống thử nên em chưa có biết. À, cái đặc điểm mình muốn nhận biết được cái loại dừa này là như thế nào anh Khải? Cái trái nó bự, nó lớn vậy nè. Dạ. Dạ. Chứ cái màu xanh của nó không có đậm hùng. Dạ. Đó, còn đậm nữa thì nó là xanh lục. Trái nó bự. Dạ. Với cái quầy của nó chỉ có một con nang à. Cái bông của nó chỉ dạ. có một con nang. Còn xanh lục thì nó tới hai con nang. Mà em thấy cái loại này nó có cái ba cái gân hả? Nó khác loại dừa kia. Cái trái dừa nó có ba cái khía nè, ba múi. Dạ. Ồ, mà việc này anh phải cuộc ha. Dạ. Ồ, quá trời trái sai, các bạn thấy không, là cái loại trái dừa sim xanh này, là loại giống dừa này nó rất là sai trái. Và đặc biệt là một lát anh Khởi, một lát mình uống thử được không Khởi? Dạ được anh. À, các bạn một xíu đó là nhờ anh Khởi chặt thử cái trái nó gáo nhỏ hay là vậy thế nào nha. Mình thấy dừa sim là nó ngọt, nhưng mà loại dừa này anh Khởi là nói là nó sẽ ngọt hơn là dừa sim thường mình luôn nha. À, dừa sim xanh của anh rất là trái, rất là to các bạn. Đây bạn thấy không? Trong các loại dừa sim á là nó trái nhỏ, nhưng mà cái loại dừa sim của anh là nó trái nó to hơn. Rồi bây giờ chúng ta cùng đi tham quan với cùng anh nha. Cái này, cái dừa lậu này anh trồng được mấy năm mà thấy nó lên cao quá anh Khởi? Cái này em trồng hơn 3 năm rồi. Dạ. Bạn thấy không, đây quá trời trái luôn nè. Ồ. Một cây là trái nó hoài phía bên kia nữa, bạn thấy không? Rồi, ôi, dừa, thấy dần dừa rất là mê luôn bạn. Ở đây mình bạn thấy là đã bên cây bên đây là trái trồng được 4 năm mà cha anh bán thu hoạch được 6-7 lần nữa các bạn. Hôm nay mình nghe tiếng là một loại giống dừa mới nên mình nên tận vườn để quay các bạn xem nha. Đây, trái rất là to nè. Mà cái trái này là 4 năm rưỡi anh nói là cây nó để lâu năm mới làm giống được, nên mấy cái hoài dưới đây ít á là ảnh sẽ lặt bớt để cho trái nó to để làm giống cho nó tốt các bạn. Đây anh thử đây các bạn, anh thử để thử độ giống các bạn. Còn ở trên đây thì trái rất là to nè, bạn thấy không? Dừa sim là loại hơi nhỏ trái, nước rất ngọt, nhưng mà đây là trái loại dừa sim xanh á, nó trái rất là to ha. Đó là ưu điểm của đặc biệt là dừa của anh Khởi nha. Ôi ôi. Cái giống dừa này là tại là miền Bắc là rất ưa chuộng. Em hồi sớm em nghe chú ngoài kia nói là người ta dân ở đây là thích loại trồng dừa này lắm anh Khởi. Dạ. Đó. Vậy là cái giống này là người dân ở đây là đặt anh cũng là thường rồi, như là anh có đặt giống lần nào chưa? Có ương giống lần nào chưa? Dạ, anh Khởi? Em đang ương giống rồi. Vậy hả? Đang ương giống à? Vậy một lát anh dẫn em lại chỗ ương giống ha. Các bạn thấy không, cái cây thấp nhưng mà trái rất là nhiều này. Đó, đây là một loại dừa rất đẹp. Hình như là cái loại giống này cái đầu nó ngổ anh Khởi, là nó nhọn hả? Dạ. Rồi khi mà nó hình như em biết á, là khi mà nó mình thấy nó hơi nhỏ hơn so với trái tươi á, là khi nó khô nó nhỏ lại hay sao? Nó vậy đó. Dạ. Cái này là cái quầy do nó sai trái quá nên nó sai trái quá nó hơi nhỏ lại tí không? Dạ. Nhưng mà em thấy nó cũng nhiều trái quá anh Khải. Dạ. Đó. Quá trời luôn nè. Quá trời luôn. À, anh bán dừa hồi gọi là mấy đợt rồi anh Khải? Em bán 6-7 đợt rồi anh. Vậy hả? Dạ. Ôi, phải mà mình hay trước là mình sẽ review lại lúc bạn chưa bán á, là dừa nó sai lắm các bạn.
À, bạn thấy không? Trên nóc là trên ngọn dừa là có lưới mèo. Rồi có bông hết trơn nè bạn, rất là sai ha. Cây này có cái thân rất là to. Cây anh thấy cây này làm cái đặc điểm của cây dừa này nó sao em thấy nó gốc to quá thì anh cả. Cái này Đây. là do là ngày xưa đất á, trồng cam nên có thể là cái khu vực này nè phân nó nhiều Ồ. à, bởi vì nó cái gốc nó bự hơn người ta, nhưng mà trái cũng được, trái quá trời trái luôn. Vậy là cái bờ ganh này á, đất này á Đúng rồi, là do ngày xưa là trồng mấy năm cam, trước là trồng cam. đúng rồi. Dạ, nên là phân còn. À. Em chỉ có thấy đặc biệt là cái clip bên đây thì nó có loại cây này thân to hơn cái loại clip khác. Đúng rồi. Vậy là Đó, do cái phân nó còn ha. này chỉ có cây này thôi. Dạ. Đặc Chứ biệt chỉ có cây này ha. Nó mập thiệt. Đó, bạn thấy không? Là cái loại này nếu mà pha đất á, nó đủ đất á, là trái nó xanh như thế này nè. Nó bạn thấy không? Quá trời trái luôn. Ồ quá trời. cái quầy này chắc cũng khoảng tầm 40 trái. 40 trái hả? Ồ quá trời, các bạn thấy không, là nếu mà đất mà nó còn phân nhiều quá là trái như thế này. Rồi đặc biệt là trái khô nè. Nó to đó các bạn. Nó bạn thấy không? Rất là to luôn nè. Cây nè, hình như là mình thấy nãy giờ là hoài là cũng sai hết á. À, rất là sai. Nên là anh phải dùng cây để chổi. Cây hoài bên đó bạn thấy không? Nùi nùi luôn các bạn. Đó. À, đây là loại giống dừa mới nè, mới được trồng ở Cầu Kè thôi. Ở đó Cầu Kè này khoảng trồng được 4 năm nay thôi à, anh Khởi. Có anh em là chồng trước thôi. Dạ. Ở đây đặc biệt là giống dừa của anh Khởi là đặc biệt là đặc trưng là chỉ của mình anh có thôi. Ồ, ở đây sai quá. À, anh Khởi ơi, bây giờ cái vùng đất mình á là loại giống dừa này á làm ở ở vùng khác trồng được không hay là ở Cầu Kè mình thôi? Em nghĩ là chắc cũng được á, tùy theo cái mình chăm sóc tốt thì trái nó sai nó nhiều, còn mình bỏ phế thì trái nó ít, Dạ, là do tùy cái mình chất cũng lượng. cái kỹ thuật mình trồng đấy ha. Dạ đúng rồi. Cái loại này thí dụ như mình trồng á Dạ. rồi về mình tự ương được không, hay mình mua giống á, hay là anh ương sẵn rồi 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 mình về người ta cũng trồng, hay là cũng về cũng ta tự ương được không? tự ương cũng được anh, nhưng mà cái xác suất nó không nó 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 bị nó hao hụt hả? dạ đúng rồi. Ôi, bạn thấy không, cái dừa này nó đây bạn, rất là thấp nè. Đó, rất là thấp luôn. Này là khoảng em nghĩ chắc khoảng 10 năm chắc nó không cao quá anh Khởi. Dạ, cái giống này là cái giống sim xanh mà mới, còn cái giống sim xanh ngày xưa thì cái cây nó, cái thân nó cao. Cao phải không? Mà đặc Dạ. biệt là dừa sim xanh của anh là nó lùng Dạ. mà cho trái rất là sớm luôn, khoảng bao mấy mấy năm, mấy Nó năm cho trái. khoảng 3 năm, hơn 3 năm là cho trái anh. Dạ, là khoảng 3 năm cho trái ha. Dạ. Dạ. Là mình tính từ khi cho trái luôn hay là có bông á? Có bông là mấy năm? Từ khi ra bông đến có trái uống được thì khoảng 6 tháng. 6 tháng hả? Dạ. Dạ. Ồ bạn thấy là trái rất là to. Mà cái này có anh tỉa bớt không? Thế còn còn sai quá anh Có Khởi. em thấy mấy trái nào nó dài dài đó Dạ. em lắc bỏ Như luôn. trái nào để lặt bớt, đặng bỏ bớt dạ để trái nó to ha. dạ Dạ. nè mấy trái này nè, mấy trái trống trống trên này nè, em lặt bỏ bớt nè, Ờ, mấy cái lỗ trống này hai là anh cái bỏ cây ha. này. Hồi em thấy là anh bán mấy vụ này thấy còn dấu còn à. Đúng đúng rồi. Bạn thấy là mỗi hình như là em thấy là mỗi bè là có Một lưỡi có mèo, lưỡi mèo. đúng rồi, một lưỡi mèo nó ra một cái quầy dừa. Dạ. Ôi, ôi quá trái sai nè. Này các anh có xịt thuốc gì không anh Khởi? Có anh thuốc thì lúc mà Mình sẽ nó thằng tháng hay sao? dạ lúc mà nó ra bông nó mình xịt cho nó. Rồi bây giờ mình nhờ anh Khởi sẽ thử một trái dừa ngon thế nào nha. Nãy giờ đi mình thấy cái dừa này mê quá. Bây giờ thấy rất là ngon. Bây giờ nhờ anh Khởi chọn cái dừa chặt thử, ăn thử như loại giống dừa này ngọt như thế nào nha. Cái trái mà vừa ăn nó có màu sao anh Khởi? Cái màu này nè ha, nó Ờ. xanh, nó xanh đậm lên ha, Dạ. còn cái nó còn hơi non á thì nó trắng. Trắng. Mà khi vừa ăn thì nó làm sao? Nó xanh Nó xanh lại. à, nó xanh thôi. Dạ. Như mấy cái này nè, nó khô nè nè ha. Ờ, khô là À nó đậm hơn sao? dạ đúng rồi. Đậm hơn hả? Cái màu một cái trái mà nó lớn á là khoảng bao nhiêu ký? Cái này khoảng 1,5 kg chứ 6 lận. Dạ. Nhưng mà vừa sim mà loại ký 6. Ồ xịt nước ha.
Trời mà ký 6 vậy là quá tuyệt rồi anh Khởi. Dạ. Đậu dừa sim mà nó ký 6 là quá lớn, là gáo quá lớn rồi đó. Dạ. Cái này nó chưa có nậu không? Dạ dạ. Đó, giờ dừa xong rồi đó. Giờ mình để mình thử nha. Mình sẽ thử dừa các bạn. Đây là trái dừa sim xanh của anh Khởi nha. Bạn thấy không? Trái dừa rất là dài đây. À, mình sẽ uống thử đi. Rồi sẽ cho kết quả thế nào nha. Nãy giờ mình đi giới thiệu các bạn cái quà dừa không, bây giờ mình thử như thế nào. Nếu có dịp bạn thích cái loại giống dừa mới này thì các bạn sẽ liên hệ với anh Khởi để tham quan vườn dừa mình nha. Để mình thử các bạn. Cái giống dừa này mình đổ ra khoảng 1 lít nước không? Chắc cũng cỡ đó ra. Mình mà các bạn thấy là cái dừa này là nước rất là nhiều nè, mà mình hớp một lần nữa rất là ngọt, để mình uống một lần nữa. Các bạn thấy là rất nước đó. Nếu ai đã từng thử dừa sim sim xanh thì các bạn sẽ biết được là nước rất là ngọt. Các bạn thấy nè, mình uống thì hai hớp thôi. Là nếu các bạn uống nước dừa chắc không bỏ đường quá anh Khải. Đúng rồi, đâu bỏ đường. À, đặc biệt là nếu mà uống với nước đá là khó bỏ đường luôn các bạn. Nó rất là ngọt. Cái giống dừa này á, là cái loại dừa này á, là nó có vị thuốc nam nữa. Vị thuốc nam. Đúng rồi. Mà em thấy sao có mùi thơm thơm á anh Khải? Dạ. Rồi. Đặc biệt này rất là lạ nha. Là cái loại giống dừa này nó uống mùi thơm thơm, rồi có hơi thơm thơm, rồi nó rất là ngọt. Mà em thấy đặc biệt đã dừa sim là ngọt rồi, mà này dừa sim xanh này nó em thấy hơi lạ chứ. Dạ. Nó là ngọt. Mình thấy đây là cái điều kỳ diệu ở đặc biệt là cái này giống như đặc sản của Tam Ngãi mình của anh Khởi. Dạ. Các bạn nếu mà các bạn nào yêu thích dừa thì có thể là liên hệ của anh Khởi nha. Của anh Khởi sẽ hỏi về giống, rồi sẽ tham quan dừa, rồi có thể là mua về làm giống cũng được các bạn. Mình thấy cái dừa giống này rất là tốt nè. Bây giờ mình thử cái nè. Nước rất là nhiều, chắc uống khoảng 2-3 hớp nữa mới hết của anh Khởi. Dạ. Uống nha, chắc cũng nhiều lần mới hết. Người ta có mấy cái bài thuốc nam mà uống các loại rau cây gì đó kết hợp với dừa. Đúng hả? Rồi, chỉ được sỏi thận, sẵn thận gì đó. Trời ơi, cái gáo gì bự quá vậy, quá trời. Bây giờ anh Khải có thể là mình chặt ra ha. Dạ. Uống cho lần nữa đi. Nhờ anh chặt giùm em vì mình chặt cây coi gáo nó bự không nha các bạn. Dạ. Đó, cái dừa này rất là to, dừa sim mà nó to. Đây. Đó. Đó, bạn thấy không? Các bạn thấy á, loại giống dừa này á, nó cái vỏ rất là mỏng, gáo rất là to. Ảnh lựa trái dừa ăn nhất mà chưa dễ ăn lắm không? Này là hơi cán cháo thôi. Đúng rồi. Nếu em nghĩ là nó có thể bự hơn nữa không? Bự hơn nữa. Dạ. Với cái nước nó ngọt, nó bị thanh hơn nữa. Dạ. Bạn thấy không? Cái gáo rất là to nè. Nếu mà nó gọi là dừa ăn ha, thì sáu gáo nó sẽ bự hơn nữa. Mà em thấy cái loại nếu giống dừa này gáo nó mỏng à, là dừa này thấy đặc biệt chứ, cái vỏ mỏng. Dạ. Rồi vậy là mốt mà ai mà có kết hợp với uống thuốc nam vậy là mình sẽ uống với dừa này rất là tốt. Dạ. Rồi nó gần ngọt luôn á, nước nó ngọt dữ lắm. Dạ. Dạ, quá trời ha. Sớm anh nói là 3,5 công à. Dạ. Rồi. Khi đi dạo vườn dừa của anh Khởi là dừa sim xanh mình nó không cao mà trái rất nhiều, mình đi tham quan rất là thú luôn nè. Đó, bạn thấy không? Rồi clip của mình đến đây giới thiệu các bạn vừa sim xanh của anh Khởi nha. Bạn yêu thích thì hãy comment để lại dưới comment của clip mình, để mình sẽ gửi số điện thoại của anh. Các bạn yêu thích thì các bạn sẽ liên hệ với anh Khởi nha. Rồi, cảm ơn các bạn xem clip nha.